Sĩ Đan thân ái kính chào quý vị và các bạn, and welcome to Sĩ Đan Music and Soul YouTube Channel. Kính thưa quý vị, trong làn âm nhạc Việt Nam trong hơn 20 năm qua, một tên tuổi mà Sĩ Đan thấy rằng đã luôn luôn được khán giả hâm mộ, yêu mến, một trong những giọng hát đỉnh cao của làn âm nhạc Việt Nam, một giọng hát đứng vững qua bao nhiêu thăng trầm của âm nhạc, của cuộc sống trong suốt hai thập kỷ qua. Một nam ca sĩ mà Sĩ Đan đã từng cộng tác qua rất nhiều video ca nhạc của trung tâm Asia cũng như của chính anh tự sản xuất. Một người ca sĩ có kiến thức rộng về âm nhạc mà Sĩ Đan ít thấy có trong những ca sĩ khác. Một người bạn, một người em của Sĩ Đan, nam ca sĩ Nguyên Khang. Nguyên Khang xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Sĩ Đan Music and Show. Kính thưa quý vị, chính bản thân Khang cũng là một fan của chương trình này của anh Sĩ Đan. Và trước hết cho phép em cảm ơn anh Sĩ Đan đã cho em có cơ hội đến đây. Và cái câu thứ hai là em muốn nói cũng như là em chia sẻ riêng với anh cũng như quý vị khán giả là nếu mà có một cái giải can đảm em sẽ trao cho anh. Okay, tell me. Kính thưa quý vị, trong cái mùa Covid thì chúng ta đều biết là tất cả mọi thứ đều shut down. Anh em chúng tôi ở nhà rất là buồn, cho nên cũng làm những cái music channel, YouTube channel hoặc là trên livestream trên Facebook để hòng mang lại những cái thứ nhất là mình giải tỏa tâm lý của mình, thứ hai là mình có thể phục vụ những quý vị ở nhà có những cái stress, thì mình hy vọng là qua cái âm nhạc mình có thể xoa dịu bớt một phần nào những cái khó khăn trong cái thời kỳ dịch. Nhưng mà sau khi dịch rồi thì hết dịch rồi mọi thứ mở cửa trở lại, thì không phải là tại vì Khang đi show mà Khang nghĩ là bắt đầu cuộc sống bình thường lại rồi thì mình cũng không có làm những cái chương trình âm nhạc tiếp tục. Nhưng mà anh Sĩ Đan thì vẫn tiếp tục làm những chương trình âm nhạc để phục vụ cho quý vị ở khắp mọi nơi. Cái điều đó quý vị, có những quý vị cứ tưởng là khi anh em chúng tôi lên đây làm những chương trình âm nhạc thì sẽ có những cái donation, hoặc là quý vị vào xem YouTube channel anh em chúng tôi có thể kiếm tiền được trên đó. Nhưng xin thưa với quý vị là không ạ. Không có kiếm được đồng nào hết. Đó là cái điều mà em phải nói là em mà trao được cái giải can đảm cho anh, em cũng trao ngày hôm nay, em quên mang cái trophy đó. Nhưng mà nếu mà có một dịp anh mời em tới lần sau, chắc chắn em sẽ làm điều đó. Trước mặt của Khang là những người anh chị, những người bạn thân thiết ở gia đình anh Sĩ Đan đến đây, và thậm chí kể cả vợ anh Sĩ Đan đang đứng trước mặt Khang với cái camera số 1. Chị Linh là một người mà Khang rất yêu mến. Và những người anh chị khác, những người lo ẩm thực ngày hôm nay, những người camera, rồi kể cả prompter, mọi thứ âm thanh. Nếu mà mình nói để trả tiền thì chắc chắn là không có một cái tiền nào để trả nổi. Nếu mà mình chỉ ngồi tính giờ thôi, một chương trình như vậy chúng tôi lên ít nhất là 6 tiếng đồng hồ để có được một chương trình mà quý vị chỉ nhìn thấy trên màn ảnh thôi. Nguyên Khang chỉ muốn chia sẻ những cái khó khăn phía sau đó, và rất mong quý vị sẽ tiếp tục thương yêu Sĩ Đan Music and Show và ủng hộ cho anh cũng như là tất cả những anh em ca sĩ khác đã và sẽ đến với Sĩ Đan trong tương lai. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cho một tràng pháo tay cho tất cả những người cộng tác viên. Cảm ơn các anh chị. Trong chương trình nhạc yêu cầu ngày hôm nay đó thì Sĩ Đan không có dám nói là interview Nguyên Khang ăn như em thì cần với làm cái gì. Nhưng mà chỉ là hai anh em chúng tôi sẽ chia sẻ và tâm sự với quý vị như một người nhạc sĩ với một người ca sĩ. Hai anh em về âm nhạc và cuộc sống. Okay, so are you ready? Yes, I am. Cái kỷ niệm lần đầu tiên mà anh biết đến em á là cái anh nhớ là khoảng vào năm 1997. Lúc đó thì anh em mình cùng trình diễn trong cái chương trình ra mắt CD của chị Julie Ngàn Năm Đợi Hai, nhớ không? Dạ, em nhớ. Dạ, thì anh còn nhớ là lúc anh lên sân khấu thì anh nhìn xuống, em là người hát kế anh, thì anh nhìn thấy một khuôn mặt rất là trẻ, rất là lạ mà rất rất là lo âu, hoảng hốt. Thì anh mới biết là, sau đó anh mới biết là Nguyên Khang. Thì Nguyên Khang, em đến với sân khấu như thế nào, em có thể kể vắn tắt cho quý vị khán giả, không cần nói nhiều. Thưa anh Sĩ Đan cũng như thưa quý vị, thì Khang đến với sân khấu thật sự Khang thích hát từ bé rồi.
Nhưng mà chả có bao giờ mình có một cái ước mơ là mình có thể đứng trên sân khấu hoặc là mình sẽ nổi tiếng. Các anh chị hát cho vui với bạn bè ở những cái đám cưới hoặc là những cái ban nhạc và kể cả những cái one man band. Có những lúc mà em đi làm nails ở tiểu bang khác, em ghiền nhạc quá, em về đây thì mình đi ra quán cà phê, mình làm quen với người này người kia. Có những anh em đánh keyboard, kể cả những cái quán bia ôm mà có nhạc, em cũng lủi vô, mà trong túi em chỉ có 20 đô thôi. Thì cái đam mê âm nhạc của em lúc nào nó cũng cháy hết, cho dù em đi bất cứ nơi đâu, em thấy nhạc là mình giống như là con thiêu thân vậy đó. Nhưng mà cái dịp mà em được đến với khán giả, tất cả là nhờ anh Hoàng Trọng Thủy. Anh Hoàng Trọng Thủy là người đã đặt cho em những viên gạch đầu tiên, và kể cả cái tên Nguyên Khang cũng là do anh Thủy đặt cho em. Đó. Rồi cũng nhờ anh Thủy mà em biết đến chị Thùy Dương, rồi em gặp anh trước cái show mà em hát với anh ở Majestic nữa kìa. Lúc đó anh để tóc dài cool lắm. Em có đến nhà anh một lần, thì em với chị Thùy Dương với anh Hải có đến đó, em có chào anh và anh cũng rất là bận với công việc, là anh là người hòa âm. Kính thưa quý vị, thật sự ra thì nói về Nguyên Khang thì nó chẳng có gì để nói quý vị. Khang chỉ là một người thích hát và yêu âm nhạc, và Khang có những cái cơ may gặp được những anh em, và kể cả anh Sĩ Đan là một cái người, có thể nói là em là một người rất may mắn để biết được một cái người mà khi mà còn ở Việt Nam, em chỉ được nhìn anh Sĩ Đan qua màn ảnh TV, qua màn ảnh nhỏ thôi. Rồi sau này được làm việc với anh Sĩ Đan và biết được cái sự khiêm tốn. Một cái người quá nổi tiếng như vậy mà khi gặp những người đàn em, anh Sĩ Đan rất là cởi mở và sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi gì. Đó là cái điều may mắn mà Khang có được khi mà Khang dấn thân vào con đường ca hát tại hải ngoại. Cảm ơn anh. Thank you, Khang. You are my idol. Thank you. Nhưng mà... Kính thưa quý vị, và ca khúc đầu tiên trong đêm nay, Nguyên Khang sẽ gửi đến quý vị là ca khúc Một Lần Tiễn Chân Người. Và cái ca khúc này là một trong những bài mà Nguyên Khang đã chọn. Thì Sĩ Đan hỏi tại sao em chọn cái bài này, Nguyên Khang có thể chia sẻ một chút xíu được không? Kính thưa quý vị, bài hát này cũng là chủ đề của cái album đầu tiên mà Khang được thu với lại trung tâm World Production. Và bài hát này là một bài hát nhạc ngoại quốc lời Việt, được viết bởi anh Hoàng Trọng Thủy là một người thầy của Khang. Anh đã viết cái bài hát này cho Khang trong cái đĩa đầu tiên và được chú Thành của trung tâm World Production lúc đó là trung tâm ban nhạc Bích Thu Vân. Nếu mà quý vị vào Phước Lộc Thọ thì đều biết cái chỗ bán băng đĩa này. Khang rất may mắn được gặp chú Thành. Anh Thủy là người giúp cho Khang rất nhiều, nhưng mà chú Thành là người đầu tiên mang Khang đến với lại quý vị khán thính giả ở khắp nơi bằng cái đĩa CD đầu tiên. Và Khang nhớ hoài, trong cái đĩa đó có hai bài hát được mọi người nhắc đến rất nhiều, đó là nhạc phẩm Tình Mãi Ngu Ngơ, nhạc Nhật lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy, và bài hát Một Lần Tiễn Chân Người, nhạc Ý lời Việt của nhạc sĩ Hoàng Trọng Thủy. Đây là một cái bài hát nó cho Khang rất nhiều kỷ niệm. Mỗi khi Khang nghe cái bài hát này, Khang nhớ nguyên cái khoảng thời gian Khang lái xe từ Garden Grove lên Chino Hills. Lúc đó anh Quốc Thắng, phòng thu của anh Quốc Thắng ở Chino Hills. Và anh Thắng là người đã nắn nót cho Khang những cái bài hát đầu tiên trong cái cuộc đời đi hát của mình. Rất là exciting. Vâng, Sĩ Đan nghĩ là nếu quý vị mà yêu mến giọng hát của Nguyên Khang thì chắc chắn quý vị đã nghe cái version mà Một Lần Tiễn Chân Người của Nguyên Khang cách đây bao nhiêu năm em? Em nghĩ là lúc đó là khoảng năm 1998. 98, wow. Kính thưa quý vị, cũng hơn... Hơn 20 năm. Dạ, kính thưa quý vị. Wow. Và bây giờ quý vị sẽ được nghe lại Một Lần Tiễn Chân Người với giọng hát Nguyên Khang. Remake. Cơn thức giấc tôi nghe thấy tiếng mưa rơi buốt giá trên con phố vắng,
một ngày cuối tháng mây lang thang trên vùng trời hiu hắt. Con tim ước muốn bao đêm nóng cháy như em đã đến cho tôi ánh nắng. Tình không khuất lấp, bàn tay em đón mang tôi vào. Nhưng em có biết tôi đang hấp hối, trên đôi mắt ấy tôi mơ ước biết bao lần. Em mang đốt hết tâm tư suốt kiếp như ngày một lần tiễn chân người. Một lần tiễn chân người. Ánh nắng trôi vây trên sông, thuyền nào chào vẫy đôi tay người. Ngàn câu yêu cuối xin hãy cho tan theo mây trời. Mùa đông sắp đến, ta đi về đâu? Một lần tiễn chân người. Sông cuốn trôi đi hình hài, còn ướt đôi môi cười. Từng cơn mưa cuối theo nhau đưa em sang kia đời. Còn đây tôi đứng cô đơn lặng nhìn bước chân. Thấy tiếng mưa rơi buốt ra trên con phố vắng, một ngày cuối tháng mây lang thang trên vùng trời hiu hắt. Con tim ước muốn bao đêm nóng cháy như em đã đến cho tôi ánh nắng. Tình không khuất lấp, bàn tay em đón mang tôi vào. Nhưng em có biết tôi đang hấp hối, trên đôi mắt ấy tôi mơ ước biết bao lần. Em mang đốt hết tâm tư suốt kiếp như ngày một lần tiễn chân người. Một lần tiễn chân người. Ánh nắng chơi vơi trên sông, thuyền nào chào vẫy đôi tay người. Ngàn câu yêu cuối xin hãy cho tan theo mây trời. Mùa đông sắp đến, ta đi về đâu? Một lần tiễn chân người. Sông cuốn trôi đi hình hài, còn ướt đôi môi cười. Từng cơn mưa cuốn theo nhau đưa em sang kia đời. Còn đây tôi đứng cô đơn lặng nhìn bước chân người. Một lần tiễn chân người. Sóng cuốn trôi đi hình hài, còn ướt đôi môi cười. Từng cơn mưa cuốn theo nhau đưa em sang kia đời. Còn đây tôi đứng cô đơn lặng nhìn bước chân người. Và trong chương trình Nhịp cầu âm nhạc ngày hôm nay, Sĩ Đàn Music and Soul rất hân hạnh đón nhận sự tài trợ của Văn phòng RMI USA Robert Mullins International, cũng là kỷ niệm 35 năm khẳng định nghiệp vụ của văn phòng, bảo lãnh để đầu tư cho thế hệ tương lai. Nếu quý vị có yêu cầu và muốn tìm hiểu thêm về việc bảo lãnh cho thân nhân ở Việt Nam hoặc các nước khác, xin quý vị hãy liên lạc với văn phòng RMI USA với những thông tin bên dưới. Và địa chỉ email là info@rmiodp.com. Xin cảm ơn quý vị.
quý vị khán giả cũng muốn biết một chút xíu gì đó bên cạnh cái con đường ca hát của em. Thì em có tâm sự với anh là hồi xưa, hồi nhỏ đó, em cũng thuộc dạng cũng phá phách, nghịch ngợm, nếu mà không nói là phá làng phá xóm, đúng không? À, cái và từ đó đúng. Phá làng phá xóm, đúng rồi, rất là phá làng phá xóm. Vậy điều gì đã khiến em thay đổi cái cá tính của mình, có phải vì âm nhạc không? Vâng, vâng thưa anh. Âm nhạc, cái lúc ở Việt Nam thì giống như cái thời con nít tụi em lớn lên thì hình như đứa nào cũng phá làng phá xóm hết. Nhưng mà âm nhạc nó anh đã... không có nha, anh hề. Trong xóm tụi em thì Khang thì ở Hóc Môn, quý vị, một cái vùng ngoại ô của Sài Gòn. Thì dĩ nhiên là anh Sĩ Đan ở Sài Gòn thì nó có nhiều cái activity nó vui. Còn tụi em với đó chỉ có chọi đá, đi bơi, hồ bơi, rồi phá phách, phá làng, phá xóm. Có rồi chọi đá nhà anh ta. Chọi đá rồi nói chung là bất cứ cái trò gì mà phá phách nhất là đều có em tham gia. Và em rất là nhỏ con, nhưng mà em sẵn sàng đánh một đứa lớn hơn em. Mặc rồi sau đó bị đánh lại. Thì nếu mà những người bạn của Khang nghe cái câu chuyện này thì sẽ nói nó nói đúng đó quý vị. Tại vì về cái trường Nguyễn Hữu Cầu đó, hồi trước năm 1975 là trường Nhất Linh, thì mẹ Khang cũng đã từng là dạy học ở đó. Đó thì Khang là một cái người phá nhất ở trong trường chứ không phải là trong lớp không anh. Em là thuộc dạng thành phần cá biệt. Có một trong những chi tiết mà sẽ đã muốn chia sẻ với quý vị khán giả, đó là cái sự thành công. Một trong những cái nghệ sĩ phải nói là dám làm tất cả và yêu nhạc đến mức độ mà bỏ tiền đầu tư làm những cái CD, và đặc biệt nhất là hai cái MV của em, hai cái video, hai cái DVD của em phải nói rất là tốn tiền. Thì em đầu tư cái đó là bởi vì em say mê hay là em đầu tư bởi vì em muốn duy trì cái tên tuổi? Một cái câu hỏi rất là hay, kính thưa quý vị. Chưa bao giờ em nghĩ đến cái chuyện là mình, bây giờ cái từ mới mà các bạn dùng đó là đánh bóng tên tuổi. Em chưa bao giờ có cái ý nghĩ đó trong đầu, em chỉ thích cái bài hát đó, cái em hát. Em nói, ồ cái bài này mình nên ghi lại, xong cái tới bài khác. Cái từ từ cái đó thành một cái album. Đó, cái đó là anh đang biết tính em mà em hay, em là chuyên gia gọi anh đang cái bài đó được không? Thí dụ cái bài đó bây giờ em muốn làm nó mới thì mình sẽ làm như thế nào? Thì anh đang là người giúp đỡ em rất là nhiều trong cái chuyện mà mình làm một cái bài hát mới, một cái bài hát thật là cũ mà mình lấy ra mình hát lại mới. Điển hình là cái bài anh đang nói, em không nhớ là cái bài, một cái bài rất, em phải chia sẻ cái bài này, có nghĩa là bài Một Ngày Như Mọi Ngày của Trịnh Công Sơn. Một bài hát cũ lắm rồi quý vị, và rất là nhiều version. Thì anh đang nói ok để anh coi. Thì sau đó khoảng mấy tuần anh đang gửi cho em một cái hòa âm mà bây giờ là quý vị nghe cái hòa âm đó đó. Em thích cái hòa âm đó lắm nhưng mà em không hát được. Tại vì em hát nhạc 16 bit rất dở. Em chỉ là hát cái kiểu mellow, semi-classic. Thì mấy cái kiểu mellow, Frank Sinatra thì nó là cái nghề của em, hoặc là rumba. Nhưng mà vô 16 là em cứ bị ngọng nghịu đó. Và nó tốn em 3 năm trời em mới release cái bài đó, anh đang nhớ không? Thậm chí anh đang quên luôn là anh đang đã từng hòa âm bài đó. Một cái bài hòa âm rất là hay. Cái đó là cái niềm đam mê của em. Chứ chưa bao giờ em nghĩ là ồ mình phải làm cái này, làm cái kia, mình phải nói cái này, mình phải chụp hình rồi mình đó. Em không muốn em trở thành một cái món hàng, một cái công nghệ. Em chỉ muốn em go with the flow, whatever my heart tell me to do, I'll do it. Đó là lý do cho tới bây giờ em vẫn nghèo. Tại vì nếu mà em bỏ tiền mà em đi đầu tư nhà ở thời điểm đó, là một cái DVD em làm nó cost em rẻ nhất là 70 ngàn. Rồi chưa tính những cái CD, thì bây giờ nếu mà cái vốn âm nhạc của em thì em có trên 300 ngàn. Mà cái khoảng thời gian đó mà em bỏ bao nhiêu đó tiền, mà em biết chị Linh trước là bây giờ em có thể có 4 căn nhà, là em có được mấy triệu rồi quý vị. Nhưng mà kính thưa quý vị, Nguyên Khang vẫn nghèo. Cái nhà của Khang bây giờ vẫn trả payment còn 20 mấy năm nữa. Wow, sorry about that. Okay, it's okay. Nhưng mà, I'm happy. I got a lot of things that people cannot get it. Yes. My music. Cái đó là một trong những điều mà anh thích nhất ở em, mặc dù em là người rất là khó tính, làm hòa âm cho em, làm việc cho em đôi khi anh cũng bị căng thẳng lắm, nhưng phải không đâu. Nhưng điên mà luôn. Nhưng mà anh thích một điều là khi mà Khang làm cho tới nơi tới bến.
và em là em cùng song hành với cái người nhạc sĩ, cái người hòa âm. Anh có gặp một số những người bạn, anh nói là sắp làm cái chương trình Nguyên Khang á, thì hầu như ai cũng hỏi anh một câu hỏi, anh cũng truyền đạt lại với em thôi, là em có quá nhiều những ca khúc rất là hay, rất là thành công trong những tác phẩm mà em hát đó, nhưng mà em cái đó nó là nhờ vô cái kỹ thuật của em có, hay là cái cách phân câu, tức là phrasing, hay là cái hồn em đặt vào bài hát. Nếu mà em có một cái tip gì cho khán giả, thì em có thể cho khán giả một cái tip gì đó về em ca hiểu, hát được không? Em hiểu ý của anh Đăng. Kính thưa quý vị, cái này là Khang cũng học được từ những người anh chị đi trước, đặc biệt là anh Hoàng Trọng Thụy. Anh Thụy là người chỉ cho Khang về những cái triết lý trong âm nhạc, trong hội họa hoặc là thơ ca hoặc là văn học. Nó phải là một cái gì, nó từ cái trái tim của mình nó phát ra, thì cái điều đó nó sẽ là điều thật nhất. Kể cả trong âm nhạc, em cố gắng em áp dụng điều đó vào. Cho nên có những bài hát mà mình hát nó ngọng nghịu, là mình hát chưa có xong, mình hát chưa đúng bằng cái con tim của mình. Tại vì khi con tim mình mà đúng thì cái miệng mình nó sẽ mở đúng. Em học được, hồi xưa em có học được một cái câu của một ông thầy dạy nhạc của em, những cái ông thầy Mỹ Đen ở bên Connecticut. Ông nói với em một điều: I don't care how good you are, how strong your voice is, and how much technique you have, move me. And một cái câu nữa có nghĩa là, nếu mà mình muốn, if you want the audience listen to you by their ear, you sing by your mouth. But if you want them to listen to you by their soul, sing by your heart. Wow. That's what I learned. Cho nên em áp dụng vô. Tại vì em xin chia sẻ với quý vị, Khang biết là bây giờ rất là nhiều quý vị muốn hát. Điều đó Khang thấy hàng ngày trên Facebook. Everybody wanna be a singer. Yes. Nhưng mà em xin chia sẻ một cái kinh nghiệm nhỏ thôi. Kỹ thuật chúng ta có thể học được. Tại Việt Nam bây giờ, hai cái nhạc viện, một cái lớn nhất ở Sài Gòn, cái lớn nhất Hà Nội, mỗi năm đào tạo ra master degree, những người có bằng tốt nghiệp về vocal, có tính trên 300 người. Nhưng mà bao nhiêu người nổi tiếng trong 300 người đó? Tất cả những người nổi tiếng, hầu hết họ đều dùng cái trái tim của họ để hát. Kỹ thuật chúng ta có thể học được, nhưng mà cảm xúc thì nó phải là của mình. Oh, thank you, Khang. Đây là một cái kinh nghiệm rất là hay, mà cảm ơn Nguyên Khang đã chia sẻ với quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, và bài hát thứ hai mà Nguyên Khang muốn gửi đến quý vị ngày hôm nay, bài hát này Khang đã nghe chị Thùy Dương hát. Chưa bao giờ Khang thu bài hát này, nhưng mà vì cái chương trình của anh Sĩ Đan cho nên Khang muốn dành một cái sự đặc biệt rất đến với chương trình Sĩ Đan Music and Soul. Đây là một bài hát theo thể loại nhạc rumba. Thì khi mà Khang chọn bài này thì anh Đan nói là cái bài này anh chưa nghe Khang. Nói anh cứ bình tĩnh để em gửi cái link qua. Thì Khang có gửi cái bài hát qua, thì anh đang nói sao cái hòa âm nghe quen quen, nói hòa âm của ông đó ông, mấy chục năm về trước. Đúng anh rồi, đang lúc đó làm cái hòa âm này cho chị Thùy Dương hát, thì Khang nghe cái bài hát này Khang thích lắm. Nhưng mà không biết sao thì chị Thùy Dương hát cái bài hát này xong rồi, Khang là người thứ hai, Khang là gọi là người ca sĩ nam đầu tiên hát bài này, còn chị Thùy Dương là người ca sĩ nữ đầu tiên hát. Và Khang xin chia sẻ một tí, cái bài hát này được viết bởi người em ruột của chị Thùy Dương, đó là anh Tú Nguyễn. Đó. Thì hai người này, gia đình của chị Thùy Dương là xuất thân từ Đà Lạt, cho nên cái bài hát này viết về một cuộc tình xảy ra ở Đà Lạt. Wow. Một cái bài thể điệu rumba rất dễ thương, và sau đây xin mời quý vị ra sàn nhảy với điệu rumba. Và sau đây Sidan xin được phép giới thiệu đến quý vị thành phần của ban nhạc Tứ Cầm. Xin nhường hân hạnh nó cho Nguyên Khang. Kính thưa quý vị, người ngồi ngay cạnh Khang với một cái cello rất là to, mà to cỡ bằng Khang á, là Hậu on the cello. Còn một người bạn lâu lắm mới gặp lại là anh Luân Vũ on the violin. Và bé Hân, Hân gì ta? Nãy em nói là Hân Holiday. Hân Holiday. On the guitar. Hân kêu Khang bằng tới chú luôn quý vị. Tại Khang chơi với ba của Hân. Một cô bé rất là có tài. Và cảm ơn quý vị. Vâng, còn quên giới thiệu đây. Nhân vật chính on the piano, anh Sĩ Đan. Vâng, đó là nhóm Tứ Cầm. Cái tên này là Sĩ Đan vừa mới đặt ra cho nhóm. Và đó là Hậu Nguyễn, Luân Vũ, Hân Holiday, Sĩ Đan cùng Nguyên Khang. Xin mời quý vị bắt đầu chương trình. Thank you.
chiều nay sương giăng khói mờ, tím khung trời hàng thông xôn xao lá rơi, gió mang về một trời bâng khuâng đã xa rời. Phút ban đầu ngàn năm yêu thương vẫn hoài, nhớ hôm nào tình dịu nhau trên phố buồn, tiếng mưa thu chập trùng rừng thông vút cao, bóng em dài muộn màng như những nhánh sông buồn, tóc buông lời vòng tay âu yếm vô bờ. Ôi tình yêu cũ một thoáng bay xa, nụ hôn ấm nồng đã phôi pha, làn mi ướt còn mãi mơ hồ. Ôi tình đôi ta giờ cuối chân trời, thì xin em còn giữ trong lòng tình yêu thoáng một chút mưa thu. Bước chân tìm một thời yêu thương thoáng hiện, những con đường còn âm vang theo tháng năm, xót thương thầm từng hạt mưa thu đến bên đời, biết bao giờ tìm được hình bóng năm nào. Làn mi ướt còn mãi mơ hồ. Ôi tình đôi ta dù cuối chân trời, thì xin em còn giữ trong lòng tình yêu thoáng một chút mưa thu. Bước chân tìm một thời yêu thương thoáng hiện, những con đường còn âm vang theo tháng năm, xót thương thầm từng hạt mưa thu đến bên đời, biết bao giờ tìm được hình bóng năm nào. Xót thương thầm từng hạt mưa thu đến bên đời, biết bao giờ vì tương lai con cháu, chọn Robert Mullins International và Rạng Mi để đầu tư cho thế hệ tương lai. Đến với văn phòng Robert Mullins International để giấc mơ định cư Hoa Kỳ được thành hiện thực. Văn phòng có trên 30 năm kinh nghiệm, chuyên sâu trong lĩnh vực di trú và đầu tư định cư, chiếu khoán L1 và EB5. Sẵn sàng kháng cáo, xin ân xá và theo dõi hồ sơ đến khi được chấp thuận. Phân tích và cập nhật kiến thức di trú trên truyền thông, báo chí và mạng xã hội hàng tuần. Quý vị tuyệt đối an tâm vì kết quả hồ sơ đầu tư định cư và bảo lãnh được bảo đảm. Đặt quyền lợi và kết quả hồ sơ của thân chủ lên hàng đầu. We assist in making families' American dreams come true. Robert Mullins International, đầu tư cho thế hệ tương lai. Trong tháng qua, Sidan Music and Soul có nhận được sự tài trợ của cô Karen Tone, cô Yvonne Nguyễn from Germany, anh Quang và chị Lizzie.
Xin quý vị tiếp tục ủng hộ cho Sĩ Đan Music and Soul. Hoặc nếu quý vị nào có thể giúp đỡ, tài trợ, quảng cáo, thì xin quý vị liên lạc với Sĩ Đan qua email sidanmusic@gmail.com hoặc bằng những thông tin ở bên dưới, Zelle, Venmo hoặc PayPal. Xin cảm ơn quý vị. Và liên tục chương trình, xin mời quý vị nghe một ca khúc mà đây là một trong những ca khúc mà Sĩ Đan nghĩ là trong những năm gần đây cũng là một hit song của Nguyên Khang. Nếu quý vị yêu thích dòng nhạc trữ tình và thính phòng, thì quý vị sẽ không xa lạ với ca khúc Một Lần, tiếng Pháp là Une Fois, của nữ nhạc sĩ Dương Phương Linh. Tại sao em lại biết Dương Phương Linh và tại sao em lại có cái duyên với bài hát này? Đây cũng là một dịp tình cờ, kính thưa quý vị. Khang biết Mộng Trang trước. Mộng Trang là một người bạn trên Facebook, mà khi mà Khang sang Paris hát, Khang cũng đã từng được đứng chung sân khấu với Mộng Trang. Nhưng mà sau đó thì liên lạc qua Facebook, thì có một lần Khang lướt trên Facebook, lúc đó Khang rảnh lắm, không có gì làm. Khang lướt Facebook thì Khang nghe có cái bài hay quá. Cái Khang mới... như là chỉ có instrument thôi phải không em? Hay không, là hát là Mộng Trang là người hát. Mộng Trang là cái bắt đầu hát. Em mới vào trong message, em nói: Trang ơi, cái bài này hay quá, ai viết vậy? Thì mình thấy là Mộng Trang để trên cái credit là Dương Phương Linh, nhưng mà mình cố tình mình hỏi để mình khai thác thêm, mình đào sâu thêm về cái người tác giả này. Thì Trang mới nói: ô, người này là bạn của Linh, bạn của Trang. Khang thích hả? Khang thích bài đó, nó Khang thích lắm. Khang có ý định là muốn cover lại cái bài này, thì Trang có cách nào mà giới thiệu Linh cho Khang hay không? Thì lúc đó Trang mới connect em với lại Dương Phương Linh. Em với lại chị Dương Phương Linh. Chị nhưng mà sau này thì cứ Linh với Khang không à. Okay. Em cũng đã từng bị một người bạn của Dương Phương Linh đớp em trên Facebook là nói là Linh lớn tuổi rồi, tại sao không kêu bằng chị? Em nói: anh ơi, phụ nữ họ lạ lắm. Cho dù họ có lớn tuổi hơn mình cũng xưng tên thì họ cảm thấy họ trẻ hơn. Thì sau đó thì Khang được biết Dương Phương Linh, một người rất nghệ sĩ. Khi mà lần đầu tiên em liên lạc với Dương Phương Linh thì Dương Phương Linh đồng ý ngay cho Khang hát. Linh nói: ồ, cái đó là một cái điều mà Linh rất là vui khi mà Khang liên lạc và có ý định hát cái bài này. Thì sau đó thì em mới biết ra là Dương Phương Linh cũng là bạn, cũng là em của anh em Sĩ Đan đó. Thì mọi sự nó trở nên quá dễ dàng và nó trùng hợp và nó quá dễ dàng cho em. Và sau đó thì Khang đã nhờ anh Sĩ Đan là người hòa âm cái bài này, từng nốt, từng cái hòa âm trong bài này là anh Sĩ Đan là người đã giúp Khang làm cái bài này. Và cái bài này lúc đầu thì Khang chỉ ra theo dạng CD thôi quý vị. Lúc đó thì chưa có gom đủ tiền để làm DVD, cho nên ra CD thì cũng có những người khán giả nghe. Nhưng mà từ lúc mà em lên cái DVD thì nó trở nên một cái big hit. Và ở trong nước và kể cả những quý vị yêu ca hát đã lấy bài hát này ra và cover hát lại rất là nhiều. Và mỗi lần em đi show đều được yêu cầu hát bài hát này hết. Một bài hát rất hay, một bài hát mới và rất hay của nhạc sĩ Dương Phương Linh. Nhưng mà không có nghĩa là Dương Phương Linh có một bài này đâu quý vị. Chúng tôi sẽ cho ra mắt những bài hát tiếp theo của Dương Phương Linh trong những episode sắp tới. Và cái hòa âm ngày hôm nay thì xin mời quý vị, xin quý vị thưởng thức ca khúc Một Lần với nhóm Tứ Cầm, Sĩ Đan, Luân Vũ, Hậu Nguyễn và Hân Holiday. Đi lại một lần
mãi xa xăm. Một lần nào mình ôn lại giấc mơ nghe em thênh thang bước vui buồn trong tay nắm. Dẫu giữa nồng nàn tận cùng là vị mặn của giọt lệ buồn mai lạc dấu trăm năm. Một lần nào mình hứa chỉ vui thôi em, đừng để bóng tối dâng sâu trong thinh lặng. Dẫu giữa ngọt bùi tận cùng là cay đắng, vẫn là vui rồi vĩnh viễn cách ngàn. Tiệm vàng Victory Jewelry với 3 tiệm vàng lớn nhất tại Bắc California, tiệm vàng Thành Tín, Victory Jewelry và New Vĩnh Thành, với uy tín cùng khách hàng trên nửa thế kỷ, cùng với kiểu cách mẫu mã luôn được đổi mới, luôn theo yêu cầu của khách hàng với giá cả phải chăng vừa với túi tiền của tất cả mọi người. Hệ thống tiệm vàng Thành Tín luôn đáp ứng những nhu cầu của quý khách, nhất là mua sắm kim hoàn trang sức cho hôn nhân, kỷ niệm ngày thành hôn, sinh nhật hoặc lễ hội. Hệ thống tiệm vàng Thành Tín, New Vĩnh Thành và Victory Jewelry xứng đáng để quý vị chọn mặt gửi vàng. Một cái chia sẻ cuối cùng của hai anh em chúng tôi, tại vì chương trình mình cũng dài rồi, là có thể làm 3 tập. Nhưng mà you sure? Yes. Okay, này tập 1 cho quý vị, I còn 2 tập nữa. Anything for you and okay, okay. Anything for you. Okay. Câu hỏi này nó một chút xíu private chút xíu. Nhưng mà anh nghĩ là phải có, mà anh nghĩ somehow trong em phải có. Yeah. Là giống như anh hay chia sẻ với quý vị khán giả trên YouTube channel trong chương trình Nhạc Yêu Cầu là 80% các ca khúc trên thế giới này viết đều về tình yêu, hạnh phúc, khổ đau. Nhưng mà cái quan điểm của Nguyên Khang về tình yêu như thế nào? Em đã có khổ đau, hạnh phúc, và cái đó nó có là một cái yếu tố trong cái sự nghiệp của em hay không? Vâng, nếu mà là một người làm về âm nhạc, từ em về nghệ thuật, những cái mà nó thuộc về món ăn tinh thần, thì em nghĩ là mình phải có trải nghiệm bên đây, nó không thể nào fake được.
mình không có khổ đau trong cái câu chuyện đó, hoặc là mình có thể là ông trời cho em một cái sự nhạy cảm, có thể em nghe một cái câu chuyện của anh hoặc là một câu chuyện của một người bạn nào đó về một cuộc tình mà đã bị chia tay hoặc gì đó. Người ta nói là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đúng không anh? Thì khi mà mình nghe, mình cảm được, mình feel được cái điều đó thì đối với em đó là cái điều nó rất là quan trọng. Nếu mà không có những cái chất xúc tác đó, hoặc là người ta gọi là motivation đó, thì mình không thể nào mà hát hay được, hoặc là sáng tác một bài hát được. Mình không thể nào viết nhạc theo đơn đặt hàng được. Sau này thì em thấy các bạn trẻ, các em nhỏ thường thường là viết theo đơn đặt hàng. Họ cũng có những cái thành công nhất định. Đúng. Nhưng mà một cái bài hát đó nó trôi qua nhanh lắm. Đúng. Tại sao những cái bài hát nhạc xưa lúc nào nó cũng ở lại trong mình, mặc dù đâu đó mình không để ý, nhưng mà một cái lúc nào đó mình thoáng nghe cái mình chợt thấy mình trong đó, thì cái điều đó nó đắt giá hơn là một cái bài mà nó có thể lên hit, một bài hát ra mấy chục triệu view rồi xong sau 2 tuần nó sẽ trôi đi và sẽ không ai nhớ đến bài hát đó nữa. Tại sao bây giờ người ta vẫn mở miệng là tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng? Tại vì đó là những cái cảm xúc thật, những cảm xúc mà người nhạc sĩ họ viết ra thật như vậy, thì cái người ca sĩ không thể nào mà fake nó được. À, đúng, anh cũng đồng ý với Nguyên Khang về thật sự ra mà nói là anh hát là sau này anh mới hát nhiều thôi chứ còn không, anh nổi tiếng bằng hát mà. Anh nói anh em anh, nhớ anh là đứng cầm cái cây keyboard know, màu đỏ. Cái thời đó thì nó cái thời đó thì nó khác. So cool, cái thời đó thì thật sự phải nói là tại vì cái khi đó lúc đó nước Việt Nam mình mới open ra, cho nên là everything is new, một cái đàn keyboard, một cái gì cool cool. Và Dĩ Đan cũng được một cái phải nói là diễm phúc là cái thời đó cũng ít người cũng ít người cạnh tranh, cho nên là nhưng mà thật sự anh rất là thích hát, nhưng mà anh chưa thấy một người nào mà thích hát giống như em. Đôi khi có một bài hát anh thấy em chăn trở thu đi thu lại, em không thích rồi em bỏ. Cái sensitive của em nó về âm nhạc nó mạnh. Anh có cái cảm giác đó. Em là một người khó tính với chính bản thân em. Bây giờ cho đến, giống như em chia sẻ đó, cho đến 20 năm nữa, chúng ta nghe Nguyên Khang hát khúc Thủy Du vẫn phê như thường. Còn những cái âm nhạc temporary thì chúng ta có thể nghe anh hit vài triệu view, nhưng mà sau đó chừng một năm sau không ai còn nhớ. Một tuần rồi anh. Bây giờ một tuần là có một bài mới, anh không tin anh lên YouTube đi. Và ca khúc cuối cùng trong đêm nay, Nguyên Khang cùng với nhóm Tư Cầm xin gửi đến cho quý vị ca khúc mới nhất mà Sĩ Đan vừa sáng tác, bài hát Vì Yêu Em. Trong tình yêu, thời gian dài hay ngắn không phải là yếu tố đo lường tình yêu đó sâu đậm hay không. Em có thể đến với anh một thời gian rất ngắn, nhưng tình yêu của em và nỗi đau để lại cho anh là vô tận. Em có thể đến với anh như một thoáng vui trong đời, khi em có niềm vui mới em sẽ ra đi. Nhưng anh đến với em là tất cả chân tình, niềm tin và đam mê. Vì yêu em, anh không muốn quên đi kỷ niệm thuộc về em. Vì yêu em, trái tim anh mãi thuộc về em. Anh cũng rất là hồi hộp khi đưa em cái bài hát đó, và anh rất là vui khi nhận được cái bài hát mà em đã thu đưa cho anh. Em cũng rất là hồi hộp khi mà được hát bài hát này. Kính thưa quý vị, Khang nghe cái bài hát này là anh Sĩ Đan có chia sẻ trong một cái chương trình, anh Sĩ Đan chia sẻ về trên chuyện YouTube. Trên YouTube về việc về chuyện mà các bạn trẻ muốn sáng tác thì anh Sĩ Đan chia sẻ kinh nghiệm, thì em có nghe qua cái bài này, thế là em với Như là bà xã của em rồi nói ủa cái bài này hay quá, cái này hay quá. Ba gọi anh Sĩ Đan xin hát đi. Đó là thế là em gọi cho anh ngay sau khi mà em xem chương trình đó. Và ngày hôm nay đây là lần đầu tiên cũng trên channel của anh Sĩ Đan Music and Show, Khang sẽ được hát bài này. Đó là một cái vinh hạnh của em được hát bài này đầu tiên. Cảm ơn Nguyên Khang. Thank you, bro. Và hy vọng sẽ có rất nhiều các bạn sẽ cover lại cái bài này. Thoáng qua trong đời
là niềm đau lắng trong tâm hồn, là tình yêu mãi không hề phai. Em, người mang đến cho anh mặn nồng và cho anh chứa chan hy vọng, trọn tình này đã trao về em. Có ngờ đâu em chỉ vui phút này, rồi quên đi ái ân đong đầy, vội đi theo những cơn mộng xa. Anh còn nơi đây với bao kỷ niệm, làm sao quên trái tim phụ phàng, cuộc tình rồi mãi xa từ đây. Vì yêu em, vì yêu em nên vẫn vương hoài nỗi sầu, tìm đôi môi làn da thơm trong bao đêm dài thôn thương. Vì yêu em, vì yêu em trái tim chẳng hề đổi rời, tình đơn phương mình anh thôi, yêu em cho dù cay đắng nhưng vẫn yêu mình em. Quên đi ái ân đong đầy, vội đi theo những cơn mộng xa. Anh còn ở đây với bao kỷ niệm, làm sao quên trái tim phũ phàng, cuộc tình rồi mãi xa từ đây. Làn da thơm trong bao đêm dài thôn thơ. Vì yêu em, vì yêu em trái tim chẳng hề đổi rời, tình đơn phương mình anh thôi, yêu em cho dù cay Đan. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nhịp Cầu Âm Nhạc với Nguyên Khang. Sĩ Đan xin cảm ơn anh, cảm ơn Nguyên Khang rất nhiều đã dành thời gian cho anh đến đây với chương trình Nhịp Cầu Âm Nhạc, và cũng xin cảm ơn Hậu, Luân Vũ và Bé Hân. Xin cảm ơn các em đã giúp anh thực hiện cái chương trình mà anh rất hằng mơ ước, đó là tiếng hát Nguyên Khang. Và xin mời Nguyên Khang. Anh Nguyên Khang một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Sĩ Đan Music and Show
và rất mong quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh của anh Sĩ Đan. Cảm ơn Sĩ Đan đã cho em cơ hội đến đây ngày hôm nay và tất cả các bạn. Xin kính chúc quý vị một cuối tuần an vui, hạnh phúc bên gia đình và xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Bye bye!